Là một lần nữa em rất vui khi gặp tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn đang theo dõi clip này, chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một buổi chiều làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn thành công trong mọi lĩnh vực và cũng như trong cuộc sống nhé. Chiều ngày hôm nay thì bên em mới về một con xe bản số đang đeo là 60A31583 với một số tiền em bán cho anh chị là 58 triệu đồng. Tên em nó là BSW, sản xuất đời 2003, đăng ký 7 chỗ ngồi, số sàn tay lái chỉ là kính bấm đồng sơn xi nội thất. Thì quý anh chị thấy con xe này rất là xịn sò nhỉ ha, form dáng em nó rất là rộng rãi, xài hệ thống là cửa lùa chứ không. Chỉ có 58 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay một con xe này, nhìn rất là xịn sò, đèn bọng rất sáng. Con xe này thì đăng kiểm tới còn tới tháng 9 năm 2023. Chiếc xe này anh chị đi đăng kiểm lại sẽ là 1 năm anh chị không. Đây hệ thống khoang máy của hệ thống buồng trong ở trên của nó, anh chị thấy rất là sạch sẽ, rộng rãi, ok không quý anh chị? À, quá rộng cho một cuộc tình luôn, tha hồ chở mà nó cao nữa anh chị. Đây là đứng nên nó rất là cao anh chị. Sàn bọng thì rất là sạch sẽ, cửa nẻo đóng rất là khít, tắp bi tắp lô ok. Xe này hệ thống là kính chỉnh điện, gương hậu chỉnh điện mà không biết có xài được không, tí xíu em sẽ test cho anh chị xem ha. Nội thất thì sạch sẽ. 58 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay một con xe BSW sản xuất đời 2003, đời khá là cao. Máy lạnh thì anh chị khỏi suy nghĩ ha, máy lạnh bao luôn, bao lạnh như Đà Lạt luôn. Tay lái thì trợ lực, đèn còi xe đầy đủ. Em có cái gương hậu chỉnh điện không? Vẫn còn xài được nha quý anh chị. Đây ha, gương kính chỉnh điện vẫn ok, ngon lành cành đào. Cửa nẻo đóng rất là kích, xe có hỗ trợ thêm một màn hình. Cái này là vòm kế và nhiệt độ nước báo ở đây. Này, chị thông mặt đồng hồ rất là sáng. Máy lạnh xe này rất ok. Xe côn số nhẹ nhàng, tắp bi tắp lô sạch sẽ. Đây anh chị không? Chỗ này để đồ được luôn, rất là rộng anh chị, con xe này rất là rộng. Với hệ thống khoang máy của em nó thì con máy con xe này nổ rất là thì thầm, rất là tí tắp. Đây anh chị nghe tiếng máy nè, em nó nổ rất là sướng tai luôn. Ta nói nó nổ nghe rất là sướng. Đó, êm anh chị. Nói chung giọng xe mà có mấy chục triệu như vậy là quá là ok. Con này thì dung tích xi lanh là chỉ có 1.6 thôi nha cô chú anh chị. Đây, máy móc rất khô ráo và sạch sẽ. Thấy không? Ngon lành cành đào không quý anh chị? Đây. Đó. Đăng kiểm thì cuối tháng 9 năm 2023. Đây, một cái phẩm dáng. Đăng ký 7 chỗ ngồi mà có 58 triệu thôi. Đây anh chị thôi. Rồi bây giờ mời anh chị thêm kiểm tra về hệ thống dàn khoang gầm của em nó. Đối với dàn gầm bệ này anh chị thấy nè, gầm nó rất chắc chắn và ok. Đây. Gầm rất đẹp. Đó, anh chị nào thiện chí chiếc xe này với số tiền 58 triệu đồng thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại đó là 0798222220 để mình hỗ trợ và tư vấn thêm ha. Đằng sau này nó có một cái cửa anh chị nè. Đây cái cửa này mở ra. Đây nhìn thấy không? Hai cánh cửa. Bên này cũng là sàn cửa lùa luôn. Đây, đồng sơn sạch sẽ thôi chứ còn đẹp lồng lẫy, đẹp len keng, đẹp len xe ben thì không thể nào đẹp được. Đó, anh chị nào thiện chí thì xin vui lòng alo cho em nhé.